Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Chương 6. Tô Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa quả thực có tật xấu, chỉ là xem TV cũng muốn dỗi với cô. Cô ném điều khiển từ xa trong tay đi, quay mặt nhìn về phía Bạch Vi. Mẹ ơi, đồ đạc đã thu dọn xong chưa ạ? Chúng ta đi thôi. Nơi có Mộ Dung Thừa, cô không muốn ở lại một phút một giây nào. Bạch Vi nhìn con gái, lại nhìn con trai. Dung Thừa, con cùng chúng ta trở về sao? Tô Tử trầm chọc nói. Con là đi đầu thai đấy, gọi anh ấy theo làm gì? Mộ Dung Thừa âm trầm nhìn cô. Em nói thử một lần nữa xem. Tô Tử giật mình một cái, tranh thủ thời gian trốn sau lưng Bạch Vi. Mộ Dung Thừa vui buồn thất thường đấy, cô đúng là có chút bỡ ngỡ. Mộ Dung Thừa hôm giữ liếc cô chằm chằm, cầm túi thanh long xoay người rời đi. Ơ, Dung Thừa, con không trở về nhà sao? Bạch Vi đuổi theo hai bước. Mẹ, để anh ấy yên đi, chắc chắn anh ấy muốn đi gặp bạn gái. Tô Tử giữ chặt Bạch Vi, lo lắng bà sẽ gọi Mộ Dung Thừa về. Chúng ta đi nhanh thôi, đi nhanh thôi. Bạch Vi là người lương thiện, do dự nói ra. Bạn gái Dung Thừa nằm viện nhiều ngày rồi, chúng ta có nên đến xem không? Tô Tử đảo mắt trong lòng. Anh trai lại không cho biết số phòng và tên, rõ ràng anh ấy không muốn cho chúng ta quấy rầy. Đi thôi, chúng ta về nhà. Cô muốn cách Mộ Dung Thừa thật xa. Mộ Dung Thừa đến khu vực chăm sóc đặc biệt. Phòng ở đây tương đương với phòng tổng thống của khách sạn. Nó không chỉ sang trọng mà còn được trang bị các thiết bị y tế và nhân viên điều dưỡng tốt nhất. Tất nhiên, giá cả cũng không tầm thường. Các bệnh nhân được nhận thường là những người cao cấp ở thành phố Thanh Giang. Nếu Tô Tử được chứng kiến, nhất định sẽ ở trong lòng nói Mộ Dung Thừa hai chữ keo kẹt. Bởi vì phòng cô ở chính là phòng bệnh bình thường. Cái này rất bình thường. Dù sao lão gia tử cũng qua đời, Bạch Vi ở Mộ gia không được chào đón, tự nhiên không có nhiều tiền cung cấp con gái ở phòng bệnh sang trọng. Thế nhưng mà Mộ Dung Thừa có tiền à? Bề ngoài anh ta là một người đàn ông quanh quẩn trong sòng bạc và câu lạc bộ đêm. Thực tế anh ta không bao giờ thiếu tiền trong tay. Nếu được hỏi, Mộ Dung Thừa sẽ nói là thắng trong sòng bài được đấy. Trên thực tế là như thế nào ai cũng không biết. Phòng bệnh bên ngoài được vệ sĩ trông coi cũng do Mộ Dung Thừa an bài. Hắn hỏi, thế nào, vẫn không nhớ ra cái gì sao? Vệ sĩ cung kính trả lời, hồi sáng bác sĩ có tới kiểm tra, nguyên nhân mất trí nhớ vẫn không rõ. Bác sĩ nói có thể là tạm thời, chỉ là thân thể đã khôi phục, lúc nào cũng có thể ra viện. Mộ Dung Thừa nghe vậy trầm mặc. Anh đứng trước cửa phòng một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Rèm cửa từ trần nhà đến sàn nhà đã được mở ra. Tia nắng mặt trời đang trải trên chiếc giường trắng như tuyết, nổi lên một đám mây mờ đang tỏa sáng. Cô gái nằm trên giường đang ngồi sau màn sương, với mái tóc dài và chiếc khăn choàng, một vẻ đẹp mong manh với một chút bất ngờ, bối rối trong mắt nhấp nháy. Mộ Dung Thừa làm dịu cơn giận dữ của mình, tỏ vẻ dịu dàng. Hôm nay cảm giác như thế nào? Bác sĩ nói cô đã có thể xuất viện. Cô gái nắm chặt góc chăn, như có chút khẩn trương. Nhưng mà tôi không nghĩ ra cái gì cả. Mộ Dung Thừa đặt túi hoa quả lên bàn, lấy ra một quả thanh long, không nhanh không chậm bóc ra. Không có vấn đề gì, cô không nhớ rõ chuyện gì. Tôi có thể nói cho cô biết, cô gọi là Hứa Thi Hàm, một sinh viên năm cuối của Học viện Thiết kế Thanh Giang. Vài ngày trước, cô trượt chân ngã xuống hồ, là tôi đã cứu cô. Giọng nói hơi dừng lại, hắn lại nói tiếp. Tôi là bạn trai của cô, về sau tôi sẽ chăm sóc cô. Chương 7. Hứa Thi Hàm hai gò má ửng đỏ, có chút e lệ. Tuy nhiên mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng sống trong một phòng chăm sóc đặc biệt xa xỉ như vậy, đột nhiên một người đàn ông đẹp trai ghê nạ xuất hiện, tuyên bố là người yêu của cô, mọi thứ đều đẹp như mơ. Mộ Dung Thừa dùng con dao cắt thành miếng, đặt nó vào bộ đồ ăn tinh xảo. Ăn chút hoa quả đi. Ngữ khí nhàn nhạt. Hứa Thi Hàm cúi đầu, không nói sao, vén tóc sau tai và ghim hai miếng nhỏ bằng đĩa. Mộ Dung Thừa ngồi ở một bên nhìn chằm chằm cô ăn, khẽ cau mày, như thể anh đang kiểm tra thứ gì đó. Hứa Thi Hàm không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt anh. Trên thực tế cô cảm thấy Mộ Dung Thừa kỳ lạ. Tuy mỗi ngày đều đến xem cô, ngoài miệng cũng tự xưng là bạn trai, thái độ của hắn đối với cô vẫn luôn lạnh lùng. Cho dù có tỏ ra ôn nhu nhưng chỉ thoáng qua tức thì, một loại cảm giác không chắc chắn. Rất không thoải mái khi có người nhìn chằm chằm khi ăn. Hứa Thi Hàm buông dĩa xuống, nhỏ giọng nói. Không có khẩu vị, lát nữa em sẽ ăn. Mộ Dung Thừa không nói một lời nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười cười, nói.
Không thích ăn sao? Không sao, lần sau mua cho em cái khác. Hứa Thi Hàm sững sờ nhìn hắn, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên cao hứng. Rõ ràng là hắn mua hoa quả, rõ ràng là hắn muốn cô ăn. Hơn nữa, cô cũng không nói bản thân không thích ăn. Ánh mắt Hứa Thi Hàm rơi vào đĩa đựng thanh long trước mặt, tươi và ngon ngọt. Cô nghĩ thầm, lần sau cô không được ăn. Tô Tử đi theo Bạch Vi trở lại Mộ gia. Mộ gia tọa lạc tại khu nhà giàu nổi tiếng nhất Giang Thành, là biệt thự mang phong cách châu Âu. Các trụ cột đứng đối xứng nhau, nhưng những đường cong được trang trí tỉ mỉ, tràn đầy lãng mạn, lại không mất vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá. Cổng đúc bằng sắt với các nhánh chạm khắc được mở ra từ từ, hiện ra cảnh vật quen thuộc. Họ xuống xe ở cổng sân, người hầu ở nhà lấy hành lý từ Bạch Vi. Bạch phu nhân, Mộ Tử tiểu thư. Tô Tử chớp mắt hoàn hồn. Hiện giờ cô không phải là thiếu phu nhân tiếng tăm lừng lẫy của Mộ gia nữa, mà là một cô con gái nuôi, Mộ Tử. Trở lại chốn cũ, thân phận thay đổi, thật khiến người ta cảm khái. Mộ Tử theo Bạch Vi đi vào trong, biệt thự điện nước đầy đủ xa hoa, nhưng họ không ở đây. Trong khu vườn bán vòm ở phía sau biệt thự cũng có một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, đó là nơi ở của họ. Tòa lầu nhỏ tường trắng hồng đỉnh, bức tường được bao phủ bởi những cây leo xanh tươi tốt, cùng hoa viện cảnh trí hòa làm một, mang cảm giác tươi mát. Một ngôi nhà như vậy cũng là một biệt thự nhỏ mà nhiều người tích tiền nhiều năm cũng chưa chắc mua được, nhưng ở Mộ gia nó không đủ cấp bậc. Sau khi vào cửa, một bên là phòng khách và một bên là phòng ăn. Phong cách trang trí vẫn tiếp tục mang cảm giác châu Âu, nhưng bớt chút xa hoa, nhiều hơn một chút nông thôn thanh nhã. Phòng ngủ ở tầng 2. Phòng của Mộ Tử được trang trí với một bộ đồ nội thất làm bằng tay, không quá đắt. Nó đơn giản và tự nhiên, với một chút hương gỗ thông. Căn phòng được trang bị thoải mái và ấm áp, Mộ Tử rất hài lòng. Cô đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, thấy rằng biệt thự phía trước có thể được nhìn thấy từ đây, tầm mắt khoáng đạt. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang, Bạch Phi đến tìm Mộ Tử. Mấy ngày nay đều ở trong bệnh viện, không tham gia tang lễ của chị dâu, lát nữa nên đi thắp cho chị dâu con một nén hương. Vâng, cũng phải thắp nén hương chứ. Mộ Tử gật đầu. Bên trên một nén nhang, phù hộ chính mình một lần trọng sinh sẽ không uổng phí. Có oán báo oán, có ân báo ân, có chuyện gì cũng nên chấm dứt đi. Cô nhìn vào biệt thự cách đó không xa, nghĩ thầm. Hung thủ hạ chết mình đang ở trong tòa nhà đó. Chương 8. Mặc dù đám tang đã kết thúc, nhưng nhiều thứ vẫn chưa được gỡ bỏ. Chẳng hạn như lư hương, hoa được người gửi đến chưa buồn. Mộ gia theo lễ nghi cũ, người chết 7 tuần dâng hương, như là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, cho đến ngày thứ 49, khi kỳ nhang cuối cùng kết thúc, những thứ trong linh đường mới có thể hoàn toàn bỏ đi. Bạch Vi thắp nhang cho Tô Tử, Mộ Tử học theo, khấn hương 3 lần. Khi cô rời đi có đi ngoang qua phòng khách, cô thấy chồng mình, Mộ Tắc Ninh. Dường như hắn đang mượn rượu giải sầu, ngồi trên ghế sofa một mình, rót rượu whisky vào miệng. Một người đàn ông đã từng đẹp trai phong độ, bây giờ đôi mắt hắn ta đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác. Mộ Tử nhìn vào khuôn mặt quen thuộc này, tốc độ của cô chậm lại. Bạch Vi đã đi xa, con gái mình đã bị tụt lại phía sau. Tấm màn che cửa sổ kính từ sàn đến trần có màu xanh đậm, giống như thảo xanh ở đáy hồ sâu, bao phủ hình dáng của Mộ Tử. Cô như u linh, lặng lặng đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào chồng của mình. Cô có thể đi ra ngoài cùng hắn chào hỏi, thế nhưng nghĩ đến cái chết của mình có lẽ do hắn một tay thúc đẩy, trái tim cô lại đau nhói. Cô không tin hắn. Dù là khi còn sống hắn đối với cô che chở đầy đủ, thế nhưng sau khi cô chết, tại sao hắn lại để cô lẻ loi chơi trọi dưới đáy sông lạnh lẽo tối tăm, mặc kệ cơ thể cô sưng đến thối rữa? Có lẽ cô hận hắn. Cảm xúc của Mộ Tử nhất thời kích động, tay nắm thành quyền, mắt nhắm lại chậm rãi hô hấp, muốn cố gắng dập tắt oán hận. Trên lầu vang đến tiếng giày cao gót thanh thúy, cô nghe tiếng quay lại, ngoài ý muốn nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Thế nào lại là cô ta? Mộ Tử ngẩn người, Kiều Tĩnh Gia ôm hộp đồ xuống lầu, đi đến bên Mộ Tắc Ninh nhẹ giọng nói. Tắc Ninh, em thu thập di vật của chị Tô không được nhiều lắm, còn có những cái này là một chút tư liệu bên công tác. Em sẽ bàn giao cho cục lưu trữ bên viện kiểm soát, anh nhìn lại xem có cần lưu giữ những vật phẩm cá nhân nào không. Mộ Tắc Ninh bưng ly rượu, không đáp lại lời của Kiều Tĩnh Gia, cả người lộ vẻ u mê đần độn. Kiều Tĩnh Gia than nhẹ một tiếng, đặt đồ trong tay xuống, cầm ly rượu từ tay anh ta. Đừng uống nữa, chị Tô trên trời có linh, cũng không muốn chứng kiến anh như bây giờ. Mộ Tắc Ninh ngẩng đầu nhìn cô ta, khàn giọng nói.
có phải cô làm hay không? Sắc mặt của Kiều Tĩnh Gia trắng bệch, con mắt Mùa Thu dịu dàng ướt lệ. Anh hoài nghi em, trong mắt anh em là loại người này sao? Tĩnh Gia, thật xin lỗi. Người đàn ông ôm cô ta vào ngực, giọng đau đớn. Tôi chỉ không nghĩ ra, tại sao cô ấy? Vì cái gì? Chị Tô là vì anh. Kiều Tĩnh Gia mắt gợn sóng nước ôm Mộ Tắc Ninh. Chúng ta không thể để cho chị ấy lãng phí tâm huyết. Nếu ai đó ngoài kia biết rằng chị ấy tự tử, sẽ không nhận được tiền bảo hiểm. Mộ Tử nhìn hai người trong phòng khách ôm nhau, triệt để bị ngơ rồi. Từ đầu cô khiếp sợ, rồi sau đó cảm nhận được một loại sỉ nhục khó chịu nổi. Một người là chồng cùng cô sớm chiều bên nhau, một người là trợ lý tâm phúc của cô. Cô tín nhiệm, ỷ lại vào hai người này, nhưng bọn họ lại ôm nhau trắng trợn ngay sau khi cô chết. Đáng hận khi còn sống cô không biết rõ, thế mà bây giờ cô lại vô tình biết được sự thật này, dường như bị tát bởi thực tế tàn nhẫn. Kiều Tĩnh Gia nghiêng mình tựa vào ngực Mộ Tắc Ninh, khóc lóc kề lể. Tắc Ninh, anh tỉnh lại đi. Chị Tô làm như vậy tất cả đều là vì anh. Anh nhất định phải lấy được tiền bảo hiểm, trợ giúp Mộ Thị chuyển nguy thành an. Chị Tô trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy vui mừng đấy. Mộ Tắc Ninh thống khổ, nhắm chặt hai mắt. Là tôi hại cô ấy. Mộ Tử thấy một màn như vậy, không biết nên làm gì. Cô như rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh, đến tâm cũng lạnh lẽo. Chồng của cô thế mà dễ dàng tin lời của Kiều Tĩnh Gia, cho rằng cô tự tử. Chương 9. Một khi đã xác định rằng vợ mình chết vì tự tử, điều đó có nghĩa là Mộ Tắc Ninh đã chọn việc từ bỏ điều tra chân tướng. Không có âm mưu, không có hung thủ, cái chết của cô chỉ là do cô tự nguyện dâng ra tính mạng. Đúng rồi, hắn giờ chỉ nghĩ đến tiền bảo hiểm, như thế nào lại đi cẩn thận suy tính nguyên nhân cái chết thật sự của vợ mình. Nội tâm Mộ Tử oán hận cuồn cuộn nổi lên. Cô chịu sự phản bội, chịu sự lừa gạt, chịu sự mưu sát, mà hắn lại hưởng thụ cùng người phụ nữ khác, nhu tình mật ý. Hai người trên sofa tựa vào nhau, giúp nhau an ủi thổ lộ hết, như một đôi uyên ương, thân mật lại vừa hòa hợp. Bọn họ càng giống vợ chồng. Mộ Tử im lặng nhìn bọn họ, trong nội tâm oán hận cùng căm phẫn, dần biến thành tuyệt vọng cùng bất lực. Cô có thể vạch trần âm mưu quỷ kế, cô có thể đem hung thủ mang ra công lý, nhưng cô không thể thay đổi sự thật rằng chồng mình đã phản bội. Mộ Tử chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp. Cô luôn là người theo đuổi kết quả. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn muốn xông lên phía trước như oán phụ chất vấn đối phương. Anh vì cái gì đối với tôi như vậy? Anh đến cùng có yêu tôi hay không? Thật nực cười làm sao? Nó không còn ý nghĩa. Đã trọng sinh, còn quản cái gì vợ chồng tình nghĩa? Điều cô muốn làm là điều tra rõ chân tướng, lại để cho hung thủ nhận tội, đền tội. Việc nán lại trong phòng khách khiến Mộ Tử càng thêm khó chịu. Cô không muốn nhìn nữa, chuẩn bị quay đi. Quay người lại, cô đụng phải hai đứa con gái của trưởng nam Mộ gia, Mộ Vân cùng Mộ Linh. Theo như bối phận tính toán, Mộ Tử được tính là cô của hai người này. Nhưng hai chị em nhà này tính cách có chút quái gở, xem thường cô con nuôi này, ngôn ngữ trong miệng cũng mang theo vài phần khinh thường. Mộ Linh lên tiếng gọi cô. Này, ma xấu xí, cô làm gì ở chỗ này? Bị gọi là ma xấu xí rất không thoải mái, chưa kể tâm trạng của cô hiện giờ đặc biệt tồi tệ. Cô không thèm để ý, trực tiếp hướng hậu viên đi ra. Mộ Linh thấy Mộ Tử không để ý đến cô ta, rất tức giận hộ. Cô đứng lại đó cho tôi, ma xấu xí, cô điếc sao, nghe được tôi nói chuyện không đó? Mộ Tử dừng bước chân lại, lạnh lùng hỏi cô ta. Cô gọi tôi? Mộ Linh bây giờ mới nhìn rõ bộ dạng của Mộ Tử, tại chỗ sững sờ. Thật sự là tà môn. Bộ dạng Mộ Tử mỗi ngày đều ăn mặc như ma quỷ, như thế nào từ bệnh viện ra ngược lại biến thành xinh đẹp rồi. Mộ Linh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết, cảm thấy chướng mắt, hung ác nói. Đúng là cô đấy, suốt ngày mặc quần áo đen như mực khắp nơi dọa người, không phải ma xấu xí còn là cái gì. Cô trẻ hơn Mộ Vân 2 tuổi, trước được Mộ Vinh Hiên sủng ái, tính cách càng ngày càng ương ngạnh. Mộ Tử mặt không biểu tình nói. Gia giáo không tệ, đợi đại ca trở về, tôi sẽ hào hào khích lệ các người với anh ấy. Mộ Vinh Hiên là giám đốc của văn phòng tư pháp thành phố Thanh Giang, yêu nhất là thành danh. Bất quá nếu điều hắn biết được trong nhà hai cô con gái mình bắt nạt, nhục mạ cô con gái nuôi, chắc chắn sẽ dạy cho chúng một bài học. Cô dám nói cho ba tôi biết? Mộ Linh nhất thời tức giận, nào về phía cô muốn túm tóc giáo huấn cô một trận. Mộ Tử phản ứng lại nhanh hơn, nghiêng người né tránh, ấn chặt vai của đối phương, đầu gối nâng lên, làm cho Mộ Linh ngã như chó gặp bùn.
Bên ngoài phòng khách được phủ đá cẩm thạch hoa văn tuyết, trơn bóng xinh đẹp nhưng cũng rất cứng. Mộ Linh sử dụng tất cả lực của mình để vồ lấy Mộ Tử. Lúc rơi xuống cũng không hề nhẹ, tại chỗ mà chảy máu. Cô ta còn chưa kịp kêu đau, cảm giác trong miệng có gì đó ươn ướt, mặn tanh, đưa tay lên sờ, đầy máu đỏ tươi. A! Cô ta hét lên kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào máu trong lòng bàn tay. Tiếng hét thảm thiết thu hút một đám người làm cùng với trong phòng khách Mộ Tắc Ninh cùng Kiều Tĩnh ra. Mộ Tắc Ninh nhìn một nhóm người đứng xem hỗn loạn quát hỏi: "Xảy ra chuyện gì hả?" Mộ Linh khóc rất dữ: "Chú ơi, chú có thấy không, là Mộ Tử đẩy cháu." Chương 10. Cô ta sợ Mộ Tắc Ninh ra chậm không nhìn thấy nên kéo tay chị gái cô ta: Chị nhanh nói cho chú à, là Mộ Tử đánh em." Mộ Vân bị cô ta dính lấy, kéo tay không thôi, trong lòng vừa tức vừa giận. Mộ Linh tay chân vụng về vô dụng, nhưng cũng khó chịu khi Mộ Tử cả gan dám đánh lại. Cô ta xông tới chỗ Mộ Tử quát mắng: "Cô điên rồi sao? Cô xem cô đã làm chuyện tốt gì?" Mộ Tử hững hờ nhìn những người trước mặt này, bình tĩnh gần như máu lạnh: "Cô muốn kéo tóc của tôi chỉ tránh sang một bên, ai mà biết cô sẽ ngã." "Cô nói bậy bạ gì đấy?" Mộ Vân cực kỳ tức giận, Mộ Tử vậy mà nói dối, cô ta xem cô bị mù sao? Kiều Tĩnh ra từ trong túi lấy ra tờ giấy, muốn giúp Mộ Linh đè lại khóe miệng, sốt ruột nói: "Trước đừng cãi nhau, tranh thủ đến bệnh viện xem thế nào, Tiểu Linh chảy rất nhiều máu, không phải bị thương ở răng chứ?" Mặt Mộc Linh thoáng chốc trắng bệch, rách môi là việc nhỏ, nếu răng bị thương chẳng phải về sau không có răng cửa sao? Cô ta mới 17 tuổi, chẳng lẽ muốn cô như lão thái bà phải lắp răng già sao? Mộ Linh trong lòng oán hận không thôi, nhìn về phía Mộ Tử như muốn phun ra lửa. Mộ Tắc Ninh bị trận hỗn chiến này làm cho đau đầu, hắn không thích tính cách ngang ngược của Mộ Vân và Mộ Linh, đối với Mộ Tử quái gở hắn cũng không có cảm giác tốt. Tang lễ vợ hắn vừa chấm dứt, bọn họ lại ở trong nhà ồn ào, quá không hiểu chuyện. "Chú lái xe đưa hai đứa đến bệnh viện." Mộ Tắc Ninh bực bội nói: "Anh không thể lái xe sau khi uống rượu, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi, để Tiểu Trương mang bọn em đi cũng được." Kiều Tĩnh gia nói. Mộ Tử im lặng, tay nắm thành quyền, trong lòng nghi ngờ. Kiều Tĩnh gia rất quen thuộc với Mộ gia, lại còn biết tên người lái xe của Mộ gia. Mộ Tắc Ninh đau đầu không thôi: "Để Tiểu Trương lái xe, tôi đi cùng mọi người." Đại ca đi vắng, cháu gái lại bị thương, hắn không thể không bỏ qua. Đoàn người vội vã đi ra ngoài, Mộ Linh khóc nức nở che môi, không biết như thế nào, Mộ Tắc Ninh vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xa xa, Mộ Tử đứng bất động ở chỗ cũ, trên mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, không vui, không buồn, trong thoáng chốc lại lộ ra một loại ý lạnh tận xương. Mộ Tắc Ninh giật mình sững sờ, là ảo giác sao? Tại sao hắn cảm thấy là cô đang nhìn hắn? Chỉ một lát thất thần, Mộ Tử đã quay người rời đi, coi như việc này không liên quan đến cô. Mặc dù Mộ Linh chuyên bắt nạt Mộ Tử, nhưng nói như thế nào cũng là người một nhà. Với Mộ Tắc Ninh, phản ứng như vậy của Mộ Tử xem ra có chút lạnh lùng rồi. Mộ Tử điềm nhiên như không có việc gì quay trở lại hoa viên Tiểu Dương Lâu. Nửa đường gặp Bạch Vi quay lại tìm cô. Bạch Vi nhìn phía sau lưng Mộ Tử hỏi cô: "Phía trước xảy ra chuyện gì sao? Hình như mẹ nghe thấy Mộ Linh đang khóc." Tâm trạng Mộ Tử bình tĩnh trở lại, thuận miệng trả lời: "À, cô ta bị ngã, bây giờ đang đi bệnh viện rồi." Bạch Vi tin thật dẫn con gái trở về. Trên đường đi bà nói liên miên cằn nhằn: "Không tìm con gây chuyện là tốt rồi. Chị em này của Mộ gia cũng quá xấu tính, không bằng chúng ta chuyển ra ngoài ở. Con đừng lo lắng, mấy năm gần đây mẹ cũng tích góp được một chút tiền." Chuyển ra ngoài, thế thì làm sao mà làm việc được? Không có nơi nào phù hợp để điều tra sự thật hơn ở đây. Huống chi cô còn muốn nhìn xem, chính mình cũng muốn xem mối tình thắm thiết của chồng cô trên thực tế là chuyện gì. Mộ Tử lắc đầu: "Vẫn cứ ở đây đi ạ, ở đây rất tốt." Bạch Vi nghe xong nội tâm thở dài, sao bà lại muốn chuyển đi chứ? Ở đây mỗi bông hoa cái cây đều cất giấu những hồi ức quý báu, nếu thật sự mang đi còn không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và để nghe tiếp chuyện nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.